Ok và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành AZ đây, tiếp tục với series đó chính là Huyền Thoại Tặc Hải Tặc Đại Chiến nha anh em ơi. Và tiếp tục đi săn bài cốt. Khó vãi cả đạn anh em ạ. Không sao, nhưng mà sẽ cố gắng săn nhá. Cái link để săn cốt này thì mình sẽ để phía dưới nhá. Nó là một cái sự kiện thôi mà. Ơ. Sao tôi không thể nào mà nó bị lag anh em ạ. Đây đây đây. Chắc là nhiều người quá. Đăng nhập này, nhận được một lượt này. Chia sẻ nhận thêm được 2 lượt này. Như vậy mỗi ngày ta sẽ có 3 lượt tất cả. Gì đây? Nó lag hết. Lag quá anh em. XP ạ. Ờ. Tôi đã nhận xong rồi. Dương kho báu chẳng biết là được cái gì. Nhìn chung là khó được gift code lắm anh em ạ. Đây cho anh em xem. Tôi chưa được cái gift code nào bao giờ luôn. Được 2 cái VIP. Trong khi đó mình có 3 cái mình chẳng hiểu. Bó tay ra. Được thêm 2 điểm tích lũy thì được cái quà này ha. 5 điểm tích lũy được thêm 20 thùng bia. Ồ nó cũng tốt anh em. Thật ra là cũng ổn. Không quá tệ đâu. Ở tía đợi quà thôi. Hai vợ chồng Sanji Hắc Ẩn và Pudding bể bơi đã sẵn sàng. Ok thì tôi vẫn tiếp tục đi lấy Pudding để cho lên 9 sao nha anh em ơi. Su. Ok. Chiêu mộ đặc biệt. Ok. Có cái tặng đâu nhỉ. Ơ Sanji đây. Tặng món ngon đây. Tặng món xịn này. Anh em nhớ vào mà lấy nhé. Hơi bị mệt. Mình sao đây, bây giờ mình sẽ 15 cảnh để đổi cái này. Mình quan trọng mình muốn lấy hai cái đấy thôi. Còn mấy cái kia thì mình không quan tâm lắm. Quà thì mình sẽ nhận mấy cái này đã. 6.000 điểm à? Điểm vui vẻ. Tôi cứ muốn lên đây để nhận quà thôi. Rồi anh em ơi, một vài được vài cái VIP. Được thêm 10 thùng bia, 50 xu và 500 game. Cũng là ổn rồi. Đang không có, đang thiếu. Đang rất thiếu. Đang rất là thiếu nên có cái gì thì hay cái đấy anh em ạ, là chắc chắn rồi. Mình sẽ đi cái này nhá. Đến đây lấy được 10 thùng bia. Và thế này sẽ được một cuộn giấy L2. Nó cũng rất là tuyệt vời. Nhìn chung là có cái gì thì chơi cái đấy thôi anh em. Không nên 39, vãi cả 39 lâu hơn 20, ok. Và quay trở lại với cái mãng lợn rồi anh em ạ. Tại vì là bây giờ là hết cái quay nhanh rồi. Muốn link tải với tất cả cái code mới nhất mình sẽ để phía dưới phần comment để cho anh em nhé. Thám hiểm vòng quay. Mình nghĩ mình sẽ chơi vòng quay đi. Vòng quay mình. Ôi vẫn còn à. What? Mình không để ý luôn. Vẫn còn anh em ạ. Ngon. Đấy vẫn được à. Siêu cấp thì phải 100 lượt cơ ha. Vẫn đủ một vài cái gì đấy. Hết. Lại nó hết sạch rồi. Tôi mở thử ra xem được cái gì nha. Doflamingo. Ui. Robin ạ. Robin NW ạ. Ui. Ông Gap ạ. Ui dồi ôi. Thật là vãi trưởng anh em. Toàn cái cờ hó gì ấy. Oh my god luôn. 39 vẫn là 39. Được một cái hòm dương lý chỉ 9 sao. Và 10 thùng bia. Thêm một cái điểm để di chuyển và thêm một cái dép. Sóc ải rơi thì 900 mới đủ một cái cơ anh em nhá. Để 39 sao trở lên thì phải thức tỉnh được con đấy. Rồi, không sao anh em ơi. Chiêu mộ đi thôi. Mình vẫn tập trung vào strength à. May thì ra thôi anh em ạ. Chứ chẳng phải là Ivankov. Nizi à. Vãi Nizi, mình nhiều Nizi lắm rồi sao ạ. Cả một đống Nizi à. Gladius. Hẳn là Gladius. Đó không sao, không vấn đề gì. Nó không thành cái vấn đề gì quá lớn với chúng ta cả anh em ơi. Mình không quan tâm lắm với cái vấn đề đấy nhá. Cửa hàng à. Đại hải tặc mình mua sạch rồi. Đại hải tặc thì tôi còn cái gì đâu. Còn cái gì đâu, mua mấy cái dưới thì mua thôi. Chứ mấy cái trên này cũng chẳng cần thiết để mua lắm. Có thì mua mà không có thì thôi. Thám hiểm. Mình có thể đi thêm được một chút đảo bóng đêm.
quyết tâm là lấy cái đấy rồi, là điều chắc chắn rồi. Tích lũy VIP, 500 VIP sẽ được tích tiêu kim cương à, ok. Được thêm cái hòm rồng gì đó này, được thêm cái set đồ quy mía. Rồi anh em, đâu, bây giờ tôi sẽ làm cái gì, su siêu cấp à? Su siêu cấp thì được thêm dép anh em ạ. Su siêu cấp thì thêm dép thôi, tôi cần thiếu khoảng 50 thùng bia. Mình thiếu khoảng 41 thùng bia thôi là cho sẽ có được thêm một pudding nữa anh em nhé. Su vòng quay. Tôi ăn mắc cái này rồi. Lễ hội trang bị. Cửa hàng thuốc à, tôi có 4.800 à. Thuốc thì chỉ có thể mua được su siêu cấp thôi anh em ạ, không mua được cái gì hơn là su siêu cấp. Thuốc thì chỉ có mua thế thôi, không mua được cái gì khác nha anh em. Rồi, có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu vậy. Quan trọng gì anh em, miễn là có chơi là được rồi. 48, không còn mua được cái gì ấy. Hồn, mình hết hồn nó. Hồn để lấy đâu ra nhỉ? Hồn hải tặc chiến trường. Chiến trường khó phết đấy. 2, 3, 4, 5 có khá nhiều nhưng mà phải đánh chiến trường anh em ạ. Còn 4 ngày nữa à? Chắc tôi sẽ đánh chiến trường một tí. Shop ải rơi đây. Mua thêm một cái thùng này nữa. Cái này là điều chắc chắn rồi này. Thu thập vật phẩm. Kiếm một vài thứ. Rồi anh em ơi, mở ra sẽ được cái gì? Frankie Zombie ạ. Tôi đen lắm anh em ạ, cái này vãi cả kit. Kit ai bây giờ, ai chẳng ai dùng kit Wano rồi anh em ạ. Vãi đạn, toàn con gì anh em. Khá đen. Nói chung trận lần này tôi đen lắm anh em ạ, không ăn thua. Tưởng được 100 xu nữa nhỉ. Không được anh em ạ. Tôi tưởng là thêm 100 xu nhá, nhưng mà không được ha. Không được thì thôi, không quan trọng gì. Cần khá là nhiều nhỉ. Bây giờ làm nào? Luyện tướng được cái gì không? Luyện tướng được cái này à? Cũng không thích lắm à. Huyết tế đấy anh em. 3 sao hoặc 4 sao thì cũng cho đi bắn muối luôn. Chúng ta được cái hồn đã, được hồn này anh em. Được, thế thì chơi cả 3 sao và 4 sao anh em nhé. Chuyển hết, huyết tế. Đầu tiên là có luôn, huyết tế hết anh em ạ. Để mua bia, tội gì đúng không? 4 sao mình cho đi bán muối hết. Ba sao, 4 sao cũng cho đi bán muối hết anh em ạ. Sẽ có rất nhiều luôn, rất nhiều chỗ trống luôn. Bán hết, cho hết đi hết. Để lấy hồn, để mua bia. Mua thùng bia, cốc bia. Mua full nhé, đúng không? Nhiều lắm anh em ạ, 4 sao nhiều dã man luôn ấy. Cho đi luôn. Mình tích rất là nhiều 4 sao đây rồi, nên mình thoải mái chọn này lên đường anh em ạ. Lên bảng điểm số luôn. Nhiều đấy. Để đổi bia. Chẳng vấn đề gì cả đúng không? Không vấn đề gì. Cái 4 sao này sẽ rơi ra nhiều hơn. Cái sự kiện này như cái quần què anh em ạ. Đố anh em kiếm được cái cốt luôn nhá. Cái sự kiện kiếm cốt tôi thấy là khó, khó nhằn nhất anh em ạ. Khó nhất quả đất luôn. Đố lấy được luôn ha. Tập tiếng cái này đi. Khó nhằn. 4 sao à, cho nó đi bán muối hết. Sẽ ra một được một đống anh em ạ. Theo như mình nhìn thấy sẽ được một đống luôn đấy. Cả 3 sao luôn nhá. Hai cái cuối cùng thì để lại anh em ạ. Tại vì toàn tương hiếm. Toàn rất là khó lấy nên mình sẽ để lại. Là rất đẹp. Theo như mình thấy là nếu mà để lại tất cả những cái đấy thì rất là ổn luôn. Rồi ok. Nhanh luôn. Rồi anh em ơi. Cho nó
tất luôn, tất tay luôn. Không nhiều lắm đâu. Vì mấy cái này mình không mở nhiều ấy. Ô, 3 sao cũng hết sạch. Sợ nhờ. 2 sao, 1 sao. Chúng ta sẽ vào trong này để xem có đủ mua được cái gì không. Cửa hàng hồn này. Tôi có 50 mấy nghìn ấy. Có thể mua cái này hoặc là mua cốc bia. Mua này đi anh em. Không mua được nhiều đâu anh em ạ. Nó rơi vào tầm khoảng 20 thùng. 20 mấy thùng. 22 thùng. Thế là cũng một cái gì đó cũng ổn ổn anh em. Không nỗi đặt tệ lắm. Nhờ. Tôi có thể chiêu mộ thêm kiếm từng tí một thôi. Chúng ta kiếm từng tí một. Cuộc sống nó vất vả, phải kiếm từng tí một để ăn. Ok. Chúng ta đã xong. Có quà gì không? Đố có quà gì luôn. Tại vì thiếu khoảng 20 thùng nữa. Được thêm được một pudding. Lên 9 sao cũng khỏe rồi đấy anh em. Nếu mà lên 9 sao thì cũng rất là khỏe. Mua cái này. Không phải mua cái này rồi. Hồn hết rồi. Thuốc cũng hết rồi. Không còn một cái gì nữa. Chỉ có đổi từ shop kim cương thôi. Shop kim cương, chiêu mộ đặc biệt, chiêu mộ. Tôi cần khoảng 20 nữa. Ok. Phải mua rồi. 2000 thì được bằng này thế à. Mua cái su thì ngon này. Theo mình thấy là cái su quay là sẽ rẻ. Su quay hay su siêu cấp. Su quay này là rẻ này anh em. Mà chỉ có 50 lượt đổi thôi anh em nhá. Không được nhiều hơn đâu. 50 lượt thôi. Nó khoảng 9.600 được khoảng 400 xu. Quay tẹt anh em ơi. Tôi lại đi quay tiếp. Hey boy. Cái gì còn thừa ấy. Cái gì còn thừa ra một đống ấy. Một này. Ăn thêm được vòng nữa đúng không anh em. Thế là đã. Hai này. Cần thêm khoảng 170 đồng nguyên nữa. 3 này. Bốn này. Xong. Như vậy là tôi ăn full su quay rồi anh em nhá. Su quay mình ăn sạch sành xanh rồi. Không còn một cái gì nữa rồi. Mua này rất là tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ thêm bia rồi chắc chắn rồi. Sẽ thêm khoảng 30 thùng bia. Thêm dép. Thêm cái hòm này à. Sang set trang bị đỏ ngẫu nhiên anh em ạ. Rồi cũng được. Su à. Su quay. Su quay đã ăn full anh em nhé. Không ăn được thêm nữa đâu. Rồi. Bây giờ thì lại có thêm bia 20 nữa đúng không. Thật ra mình chỉ chưa mộ hết. Zabra. Ok. Frankie. Rồi. Chúng ta đã xong mốc cuối. Vãi đạn. Được thêm một pudding. Con mũi to thế. To như con trâu. Sợ thật. À không nhầm. Sợ to như con trâu. Mũi to như con đấy. Con ong. To kích khủng khiếp. Rồi. Lên cái cuối cùng nhận cái L2. Đấy. Rồi. Đi. Đi hết mình luôn anh em. Bạn đi hết mình. Tôi về hết hồn. 10 thùng thì cứ ăn đó. Ăn được đến đâu thì ăn. Gaff. Lần này tôi không được một pudding nào luôn anh em ạ. Còn nó. Ủa không còn cái gì luôn. Quỳ đấy nhờ. Chiêu mộ được thêm chiêu mộ 10. Chiêu mộ được 10 cái. Hello Sirius Kaista. Ok. Pudding vừa khỏe đấy. 9 sao rồi. Đừng nhờn với em. Đừng nhầm em pudding này. Pudding này có thể thay cho Robin anh em ạ. Chất lượng đấy. Theo như mình thấy là chất lượng đấy. Pudding. Chỉ là chưa 10 sao thôi. Chỉ là chưa 10 sao thôi. 9 sao là khỏe vãi cả nồi rồi anh em. Thấy bảo là 9 sao cũng là khỏe lắm rồi à. 2 à. Đấy mà. 1 à. Đấy. Tức có thể bà tỉnh lên. Nhìn mặt nó gian vãi. Nâng cấp cái này lên chắc là phải nâng thêm theo kiểu là công anh em nhỉ.
480 công và 34 xuyên thủ. Ok, chúng ta sẽ thử đi phụ bản chiến trường, chắc là bị đấm khá nhiều. Ấy à, tôi bị đấm khá nhiều, dĩ nhiên rồi. Cho con pudding lên. Pudding. Đó, nice. Lực chiến mình có vẻ là sẽ bị giảm hơn một xíu. Oh, bị mấy thằng nó đấm chưa? 29 phút trước. Ôi, chịu, Nhật Lâm. Chịu nha. 5 triệu 6 à? 5 triệu 6 thì kinh quá, khó đánh nhỉ. Thử đánh lại nào xem có đánh được không. Không, mình không chắc là mình có thể đánh được. Mình hy vọng mình đánh được thôi, nhưng mình không chắc anh em, mình không chắc chắn là mình có thể đánh được không. Ôi, pudding đấy anh em ơi, sức mạnh của pudding đấy. Sức mạnh pudding nó khác bọt phết đấy, đùa đâu. Mấy thanh niên này thì khỏe quá rồi, đấm mình liên tọi luôn anh em ạ. 5 triệu 7 1 à, 5 triệu 6 4 à, 30. Bây giờ thì cái thằng Zoro thì nó, ôi sao mình team mình như cái kiểu gì này vẫn thắng à. Ảo VL dù mình còn chưa 5 triệu 3, 290. Mình bỏ này đi, mình lấy pudding chứ, đúng không anh em? Pudding thì khỏe phết đấy, đừng nhờn với em nó. Để xem đánh đấm như thế nào nhá. Đá liên tục này thì pudding sợ chết trước mất. Không đến lượt, không kịp đến lượt đấy, chết rồi. Hồi máu à, không được đánh à. Pudding mình không được đánh, không được chơi game đâu anh em. Đấy rồi. Ui, ba mắt. What the fuck, team mình quẳng chết hết vậy. Team nó sao ăn được, thì nó khỏe phết anh em ạ. Quẳng ấy, khi mình thua ấy. Sao gì khỏe thế nhở, hay thế. Mình không ăn được luôn. Pudding ra ba mắt cái nhìn trông cũng chất lượng đấy. Ôi, thua. Vãi đạn luôn. Ảo ma thật sự. Ô, có mấy team để yếu này. Team yếu quá nhỉ. Kiểu họ muốn giảm điểm xuống ấy. Kiểu đấy. 4 triệu 360 nghìn. Đâu, 43 triệu chứ. À đâu, em có 4 triệu 3 mà. Cố tình để team yếu à, vì mình công à. Báo thủ Bình Dương. Cho đánh cái này cũng kiếm được thêm cả bia anh em ạ. Tôi đang thiếu bia trầm trọng. Đây này, thiếu bia quá. 310, 290, 290. Uta khá trâu. Đây, team này thì chắc ăn được tốt này. Cho pudding lên 10 sao thì đúng là chất lượng anh em, nếu mà lên được. Có thêm bia không nhỉ, có thêm quà gì không ta? Chưa có. Ok, đó là chuyện rất là bình thường anh em, không vấn đề gì. Mình có thì mình ăn thôi, không có thì thôi. Có 89 rồi, 90 mới đủ nhá. Lên 9 sao cũng là đẹp rồi, 9 sao cũng rất rất là đẹp rồi anh em, rất là ổn này. Bây giờ thì mua cái gì, bây giờ thiếu bao nhiêu, mua bấy nhiêu vậy. Su à, chưa mộ đặc biệt. 20 thì thiếu khoảng 130 anh em ạ. Tôi phải ăn đủ 130 đó. 130. Mua được bao nhiêu nhỉ? Chắc mua được 50. Đó. Mua được tối đa là 12. Nó mất khoảng 24k game. 12 là được 60. Không đủ lắm. À, mua cái này cũng được. Mua cái này được. Mua khoảng 160. Không được, được khoảng 30 thôi. 8324 không ổn lắm anh em. Không ổn lắm đâu nhá. Mua cái này không ổn. Nó rất là đắt. Thật sự mua cái này rất rất là đắt anh em ạ. Đang suy nghĩ là lánh kiểu gì. Hết bia hết đấy rồi.
hết sạch rồi. Thế thì bảo đang suy nghĩ đánh kiểu gì bây giờ. 7 ly 72 giờ. Còn nó xúc sắc thôi. Chứ nó cái xúc sắc này vậy anh em nhá. Thì tôi cũng bó tay rồi, không làm gì được rồi. Vãi cả đạn về kiểu khởi đầu. Toàn 1 với 2 này. Chịu nhỉ. Có thêm su ấy, nhưng mà su thì cũng không tác dụng gì lắm bây giờ. Mình ăn full su rồi anh em. Mình ăn full su rồi, được thêm 60 thùng bia. Mình nhưng mình bắt buộc phải lấy thêm một pudding nữa, không thì sau này rất là khó lấy anh em ạ, không dễ đâu. Nhưng mà mình đổi lại 24k game thì nó cũng... mà còn chưa đủ ấy chứ. Cho cần 130 cơ mà. Tôi cần 130 thùng bia cơ mà. Đủ đâu. 130 thùng bia anh em ạ. Anh em nghĩ là một con số nó rất là lớn đấy chứ. Hiện tại đối với mình là rất là lớn anh em. Không hề ít một tẹo nào. Để vào đúng cái ổ đấy. Đèn thế. Đó là Belly anh em ạ. Belly 72 giờ đấy. Pudding là một con ngon. Bây giờ mà muốn lên nữa chỉ cần 2 pudding. Lên một mắt à. Bây giờ đang khó phết anh em. Lên một mắt được 2 pudding đây. Được hơn 300. Quà mốc 300. 300 mới được thêm một mảnh. Không nhiều lắm. Nó không gọi là đã lắm. Chiến trường thì mình được có 12 điểm. Lâu được cái này nếu mà cố gắng được cái này này nhá. Truy nã. Thức tỉnh. Được thêm 10 thùng nữa. Mà sao chưa thấy được. Có pudding 10 sao. Khó nhỉ. Nhưng lại đào ra. Tôi cần 2 pudding. Nó làm cái này thì mình khó rồi. Chịu rồi đấy. Ok nhá. Thì xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Được thêm 10 thùng bia từ cái sự. Được từ con pudding 9 sao. Khó vãi đạn. Pudding nào. Mà toàn mấy con gì này. Đúng là cuộc đời anh em ạ. Cuộc đời nó đen. Được thêm dép. Dép dùng các kiểu có đà điểu. Ok, chắc thôi dừng thôi. Tại vì 22 phút rồi. Bây giờ có gì ăn đấy anh em ạ. Tiết kiệm từ tứ một. Cuộc đời nông dân mà anh em. Có nạp cái gì đâu. Có nạp nủng gì đâu. Như thế này là được rồi. Như thế này là ngon giỏi. Anh em ạ. Pudding nào, ra phát pudding đi à. Pudding. Mẹ Raizo. Vãi nồi thật. Biggie. Vãi cả nồi ạ. L2. Mơ kinh ơi là kinh. Đường ôi sen có cu. Mẹ đập mẹ mấy rồi. Thần con mẹ cờ hó. Thật sự ra tôi con cờ hó. Buồn một cách thật sự luôn nha. Còn 6 thùng. À, mở cái này ra được cái dựa để có set ngẫu nhiên anh em ạ. Oh my god, được 1.300 này có thể mở thêm được này anh em. Số 7 giờ cái này tối đa chưa? Giới hạn chưa anh em ạ? Vẫn đổi được. À, hết rồi đấy anh em ơi. Cuộc đời bây giờ là không mua cái đấy nữa đâu ấy nhá. Cốc bia. Vãi đạn. Ok, giờ thì xin chào lại anh em nhé. Được cho pudding lên là ngon rồi, 9 sao rồi.